nữ tài công, nữ tài xế nữa nè. 120 ngựa. Chủ người ta bào xong cái hộp số lại đồng tua rồi em. Thấy nó lấy về miếng độ chế gì đây không biết. Đây cái Yamaha đó. Xin sông nước miệt vừa mến chào quý khán giả ha. Bữa nay là cái ngày 11 tháng 4. Nay mình ra tiệm Thái, cái mình cập nhật cái tình hình ở tại tiệm Thái như là cho quý khán giả, những người mà có lắp đặt cano rồi ở tiệm á, để biết được công chuyện cái chiếc của mình làm tới đâu ha. Chứ sẵn đó cũng cho quý khán giả xem cái video giải trí chơi đó. Ở ngoài tiệm thì lúc nào cũng ồn ha. Đây mỗi người mỗi việc đó. Mỗi người mỗi việc đang làm vậy đó, làm tối ngày chứ không phải mà được rảnh rang. Hiện thời thì đương có 4 người làm, mình thì ra tàu lao. Rồi đầu video mình cũng gửi lời chúc toàn thể quý khán giả mình ai cũng vui vẻ và hạnh phúc ha. Công việc làm ăn thì suôn sẻ, lúc nào cũng trẻ khỏe. Cái chiếc 5m4 này, lắp cái 3T82 này, bữa nay hồi nữa khách người ta có tới chạy thử rồi cũng chuẩn bị ship lên xe cho khách về chơi. Đó là cái chiếc 5m4 đó ha. Còn cái chiếc du thuyền thì chưa có chừng nào tới tài thì làm á. Chiếc đó chỉ lắp máy thôi. Còn ở bên kia thì một cái chiếc màu xanh ở phía gần mình á, là cái chiếc đó lắp cái Yamaha 230 ngựa đó, nhưng mà giờ đang chờ hộp số. Còn cái chiếc bên ngoài đó là 5m9, chiếc mà có chữ có cái miếng đậy ở sạp á, chiếc đó 5m9 ha. Chiếc đó nữa lắp cái thủy động cơ cái 4JH95 ngựa, chiếc bìa á. Đó. Còn trên tiệm thì hiện đang lắp cái chiếc 6m3, trên mình có dòng chữ là công ty Thạnh Lợi nè. Chiếc này là lắp cái động cơ, đây động cơ 4T100 có turbo đàng hoàng ha. Rồi đang đổ thêm cái thợ đang đổ thêm cái cục giống như cái máy bơm của cái máy cứu hỏa, cái bơm dưới bến thì chiếc 5m4 lắp cái cũng thủy động cơ, cái đó 50 ngựa nha, cái đó để người ta chở, người ta chạy sạc á, để sạc cục, người ta kéo cái cục phát điện để sạc cái bình của máy bay xịt thuốc á, người ta về người ta làm ruộng. Còn phía bên kia thì có cái chiếc 4m9 là người ta lên để mà lên cái cục máy khác ha. Để mình qua cho quý khán giả xem. Còn bên đây chiếc 6m3 này thì đang chuẩn bị mấy khâu sơn nền thì cũng tạm ổn rồi nè. Giờ đang chuẩn bị mài sạch cái mình sơn cho sáng sủa lên. Phía trước thì ghế, ghế với mấy túp lô qua lăng, cây tần số rồi có hết rồi đó, như có cây kèn luôn, hai cây kèn luôn. Để qua chiếc bên đó cho quý khán giả xem, chiếc đó người ta cũng làm chạy rồi ha, giờ người ta đổi cục máy khác thôi. Để qua quý khán giả xem coi cục máy lúc trước người ta đương chạy cục máy gì. Ở ngoài này thì lúc nào cũng ồn ha, mình cũng ráng nói cho quý khán giả nghe chơi. Để mình qua đó. Nãy phía bên đó cái mắt chen qua máy móc nhóc cái trường ra đây, cái Yamaha đó, cái 4T100 ha, Yamaha đây, máy móc còn cũ cũ đây. Qua mới qua được cái chiếc này cho quý khán giả xem. Chiếc này như là thấy nó nói 4m9 mà mình thì không có thấy dán cái mạc ha, không thấy dán mạc. Chiếc này thì bà con anh em người ta cũng đam mê, người ta lắp, người ta chạy rồi nha, chạy cũng lâu lắm rồi á. Mình thấy là cái màu là cũ rồi nè, nhưng cái mẫu này mình hôm đó Thái nó nói là đâu ngoài Cần Thơ làm
làm cái mẫu composite này hay gì á. Nó ra bà con người ta xài cũng lâu rồi nè, chạy cũng bình thường, bây giờ đổi cục máy khác lên đó. Giờ tháo ra, đừng tháo cục máy xong rồi. Cục máy cũ là cái 3T618, cái này là có xài qua cái hộp số nó nè, hộp số chế nè, số này chắc hộp số Long Xuyên quá. Hay cái cốt ở trên nè, rồi cái cốt ga dưới nè, tần số cắt giảm tua. Đây cái chân vịt của bà con người ta lúc trước người ta chạy đây, giờ mình tháo ra hết để mình đổi lại cái cục máy Mitsu, đổi lại cục Mitsu L3E. Đó, cái này cái loại này, cái xỉn cano này thì mình không biết thiệt ha, chứ mình biết mình cũng nói tên cho quý khán giả biết, ai thích thì mua người ta làm cái dạng như, giống như mẫu nhập ha. Nhìn chiếc cũng đẹp lắm nha. Đó, giờ tháo hết cái vàng vàng lắp đặt của người ta đợt trước nè, mình tháo ra hết, giờ làm lại. Đây cái cục máy lúc trước người ta chạy đây, mình thay chiều nha. Cái 3T ha, 3T68 nè, đó, bị chín ngựa, không có turbo gì hết ha. Chiếc này đổi lên cục Mitsu L3E cũng ba máy vậy nè, cũng ba piston á. Quay cái chiếc này nhìn thấy nó cũng cái dáng nó cũng đẹp đẹp đó nha. Ra đây tí nữa mới thấy được, khi ở tiệm chặt chội lắm, mình đứng cái là sát bên cây cối gì luôn nữa ha. Đây. À, cho nó tầm khoảng 49. Ta vô gon hết luôn nè, chỗ cái dành nè. Chỗ cái khớp dành nối với cái khớp lườn á. Ta vô gon luôn. Cái lườn của nó. Lượng có mấy cái cánh rất là ấy ha, cái lượng giống như nó không phải chữ V nha. Này ở dưới bơ dưới sông, xuống sông mình quay mới thấy được cái lượng. Giờ mình đổi lên cục máy khác vậy thôi chứ không gì. Đây đây phần phía sau lái của cái chiếc 49 này ha. Cánh nó nè. Đây cánh nè. À, cái dắt thông nè, cánh nè, đây cái cánh nè. Chút mình hạ cái điện thoại xuống cho quý khán giả xem. Còn ở đây nó không phải chữ V ha, đây là cái đoạn bằng của nó nè, nó qua từ đây tới đây. Đây là điểm giữa nè, giữa lúc trước người ta lắp cái cốt lắp đây. Còn cái phía dưới lườn đó nè, à, đây nó hơi quằn chỗ này lên ha, quằn chỗ này, cái chỗ này nó hơi quấm xuống ở cái chót sau này là nó hơi quấm xuống ở chót lái đây, nó quằn cản quá, ở đây khó thấy quá. Có mấy chim mấy cái cây đang chim lên trên nền mà. Để mình xuống dưới bến mình quay cái đường cho quý khán giả xem. Đây là mình thấy đây là hót lên rồi nha, chỗ này hót lên, chỗ này cái chót này là quặm xuống, nó giống như là cái chót lái nó quặm vậy nè. Chạy cho đừng cất mũi á, nước đang gồng ha, nhìn nó cũng hơi khó. Mình đang xuống dưới bến nè, lường nó ra mấy cái cánh rất là sâu ha, cái cánh nhìn nó để mình gom ở đây cho quý khán giả xem nó cánh nè. Dưới lường thì nó không có chữ quê không ha, cái đoạn mà ở giữa màn hình nó là nó bằng nha, bằng mà nó hơi hót xuống giữa chứ nó không phải chữ quê. Nhìn giống như mẫu nhập nha. Vậy cái mẫu 49 này ha, để mình coi cái lường này nha. Thấy mấy cánh nào?
ở trên nhìn chỗ này giống như chữ V ha, nhưng xuống dưới lường nó không có chữ V ha, dưới lường nó bằng. Cắm nè, lường lại bằng ha, chứ không phải lường chữ V nha. Phía sau thì nó hơi quấu xuống, phía chót lái nó quấu xuống, giống như là nó không có bị cất mũi á, nhưng mà quấu xuống không nhảy thì nó bị giảm cái tốc độ một tí nha. Đây là cái chiếc nãy người chủ người ta lên cái cục máy Mitsu mình nói nè ha, Mitsu NL3E. Đây quý khán giả, Mitsu NL3E dung tích là 952cc, trọng lượng của cái máy này 75kg, bích tông là 76 ly, 17kW là nó gần 24 ngựa nha. Máy này không turbo, dòng Mitsu nha, dòng này tua nó cao á, chuẩn bị lên cái chiếc đó thay đổi để chạy chơi. Tại lâu lâu ra tiệm quay cập nhật tình hình bữa cho quý khán giả xem chơi, nhưng mà đó là thợ lão đang tiện cái gì đó không biết nữa. Thấy đường tiện không? Thấy đường tiện không? Gật đầu. Chào bà con đó đây. Hai tay mất mạnh vậy, chọc lỗ ca rồi thì chứ không ra cái nhớ nha, ngủ thì ở đây có là người chủ cũng xuống mà tiệm chơi nè, chào bà con cái làm chiếc về chạy không mát rồi. Đi câu cá được không? Không, em không có ít đi câu cá. Cũng có đi câu cá, mình ghé thăm. Còn đây có một cái máy cái này là để mình cho quý khán giả xem chơi nha. Này, dòng hai thì nha, đây 1001 cc có 3 cái bích tông nha, cái này 3 máy, cái ngựa của nó nè 120 ngựa. Máy này máy hai thì ha, Kugi nè, này của Zki, của mấy cái trong máy Zki á, thấy nó lấy về miếng độ chế gì đây không biết. Đó, này cái bô trong cái Zki á, ốc rồi mà nhìn đã ha, sáng trưng. Này loại chạy cái đuôi phản lực nước á, quý khán giả, nhưng bây giờ không biết Thái nó về nó chế nó chạy chân dịch hay gì mình cũng chưa biết. Này để đây thôi chứ giờ đồ làm cho bà con nó nhóc hết trơn rồi, nó cũng chưa có thời gian nó làm đâu. Đây cũng máy móc cũng còn nhóc trơn nè, này như Mitsu này, Mitsu 68, cái Mitsu 4D6 nó bự hơn chút, nó 65 ngựa, còn mấy cái này 50. Vậy hả? Dạ. Ở đây thì thiếu người ngồi nhậu thôi chứ bia là không thiếu. Vậy hả? Rồi. Vậy nào xong chạy vô quốc giải phát coi hen. Rồi rồi, okay, rồi, okay. Rồi rồi rồi. Đây Thái nó có bán mấy cái vỏ combo chip của trọng sĩ rồi ha. Cũng nhiều cỡ vỏ tải, vỏ chạy tốc độ cũng có luôn. À, từ ở phía dưới là mấy cái vỏ bự á, dài lên trên là vỏ ngắn lại. Ở đây để vài cái để làm mẫu thôi hen. Muốn mua vỏ gì thì liên hệ với Thái á, ví dụ mình muốn xài cái loại mấy mét rồi lái mấy mét gì đó thì liên hệ với Thái. Đây còn cái Yamaha mà hôm đó nay mình nói đó hen, là giờ người chủ người ta bào xong cái hộp số lại đồng tua rồi hen. Cái Yamaha 230 ngựa nè, chắc ít ngày nữa trên tiệm trống, tại hiện thời còn đương mấy chiếc nè, mấy chiếc xử lý xong mấy chiếc này cái là
tới à, tới chiếc đó, tại chiếc đó em đó nay nằm tài cũng lâu rồi, nằm tài trước mấy chiếc này luôn, mà lý do như chờ cái hộp số á, cho nên chưa có làm. Mình quay cập nhật ăn bữa vậy đó cho quý khán giả đồ ở xa xem biết ha. Đây cái Yamaha đó hôm mùng 2 Tết lần á là đã chiếc này đã tới mà chương trình làm cho chiếc này nè, giờ hộp số người chủ nó mới mướn thợ bào lại á, trước nó giảm tua, giờ bào lại đồng tua, nghĩa là cái hộp số này cái thông số nó không còn đúng với bên ngoài nữa ha, đã hộp nhông ta làm lại ở trong á. Cái quạt gió nó kêu mà hù hù, bà con đã đi làm ăn. À, còn mấy cái vỏ ha, mấy cái vỏ để mẫu đây thôi, này composite trọng sĩ nha, cái loại keo này ai bà con nào có xài rồi mới biết ha, mới biết cái loại keo, keo xài thấy bền lắm nha. Ghe chuối Cà Mau muốn bọc ghê, nữ tài công quá đỉnh. Ta 72 vỏ trọng sĩ 6m3. Ngày nay chủ xuống rồi cái cũng coi như thế nào á, rồi bắt đầu cũng nhận về, có thể là ship về, ship đường xe về. Sao anh chủ anh không chạy thử con gái coi, nãy giờ chạy không mát đâu động trên á, cũng hơi lâu á, nãy giờ mình canh cũng hơi lâu á. Nha. Chiếc 5m4. Cái máy thì 3T82.
còn bữa nay là ngày 12 ha, 12 tháng 4 nay ship cái chiếc này về cho anh khách này, mình phải gọi là anh nha. Ông anh này cũng xuống chơi, cái chiếc của ảnh là chiếc cano 5m4, cái máy là cái 3T82 mà mình cũng có quay nhiều video rồi đó quý khán giả. Ở này ship về cho ảnh chạy, hai ông bà chạy đi không mát chơi. Tốc độ thì cũng không có cao ha, chiếc này chạy cũng không mát vui thôi, không phải là chạy đua. Giờ là đường chuẩn bị để lên xe cẩu á. Rồi sẵn trong video này mình cũng chúc anh hai là anh chủ của chiếc cano này ha, về chở bà chị hai đi chơi vui vẻ nha. Rồi chúc anh chị là luôn sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc ha. Đó, em chúc anh chị vậy thôi. Rồi em cũng chúc toàn thể quý khán giả của kênh Sông Nước Miệt Vườn ai cũng có một buổi chiều xem video vui vẻ. Cái video hôm nay là mình cập nhật vậy thôi ha. Đây chuẩn bị lên xe cẩu. Nước thì rất là xa bến nha. Đó, xe cẩu giờ đang chuẩn bị. Đây bác tài xế đang chuẩn bị. Vậy mình đứng ở xa nha, không dám đứng gần. Đây thì quý khán giả dù có thích thì xem tiếp ha. Đây là khu vực bờ kè của huyện Phong Điền mình ha, chợ Phong Điền á. Đó, cái sông thì hồi trước là diễn ra mấy cuộc đua võ đây nè. Rồi cái tiệm của Thái thì nó nằm ở đoạn ngã ba đó, xích vô chút xíu rồi nha, vài chục mét nè. Tại đây nó khuất cái vôi này nè cho nên không thấy. Đó, từ chân chỗ cái giỏ đang đi đó là xích vô khoảng chừng vài cái nhà là tới nha. Kế ngã ba luôn. Giờ đang chờ để cảo cái chiếc cano lên. Đây tài xế đây. Có nữ tài công, nữ tài xế nữa nè. Rồi, bắt đầu kéo lên ha. Đằng kia có bắt bài đằng kia ha. Đó, bắt bài. Với lại nước ròng á, nước ròng sâu quá. Còn con dài tới 15 mét. Nhờ cái cần cẩu của bà chủ nè. Bà chủ 5 phút luôn. Cần cẩu đưa ra dài được á. Đó, 15 mét rồi. Bờ này được. Thấy xa bến quá, tưởng là không được vậy mà cái nhợ cần dài ha. Quá, cái cần dài cũng lợi hại ha. Nước xa bến cho nên cái nhợ cần dài đưa xuống. Đi bằng xe cẩu chứ tiện lắm, tới chỗ cái cẩu xuống nè, kiếm cái bến cái ghé cặp bến lại cái cẩu bờ để xuống mình chạy về phải ghe. Rồi
mình cập nhật tình hình ngày nay chút xíu vậy ha. Một cái video vậy rồi mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Nãy thì mình cũng có chúc quý khán giả rồi ha. Để hẹn cái video sau chúc thêm. hai ông bà. Hai ông bà của xe cẩu nha. Là tài xế. Cái kia là phụ xế. Bà xã là phụ xế, phải không?